tâm Thúy Nga trân trọng thông báo, nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Mão, Trung tâm Thúy Nga sẽ tổ chức một live show ca vũ nhạc kịch thu hình Paris by Night 102 tại Hy viện sang trọng Knott's Berry Farm vùng Little Sài Gòn vào 2 ngày, thứ Bảy 12 và Chủ nhật 13 tháng 2 năm 2011, với chủ đề đặc biệt, nhạc yêu cầu tình ca Lam Phương. Một lần nữa để vinh danh sự đóng góp của nhạc sĩ Lam Phương vào kho tàng âm nhạc Việt Nam hơn nửa thế kỷ, chương trình Paris by Night 102 sẽ có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ vũ công, chuyên viên kỹ thuật trong một live show thu hình thật hấp dẫn và độc đáo. Chương trình gồm 2 suất, 7 giờ tối thứ Bảy ngày 12 tháng 2 năm 2011 và 2 giờ trưa chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2011. Mua vé xin liên lạc ngay từ bây giờ với Trung tâm Thúy Nga 714 894 5811.